Hello cả nhà. Em lên ba con Casio Waysetter. Hàng này còn rất là đẹp nha. Đẹp len ken. Em để giá rất là mềm luôn, 480 ngàn em bao ship nha. Giá rất là mềm nha, cả nhà mình lựa chọn nhanh tay giùm em ha. Kim cọc là có dạ quang nha cả nhà. Số học trò rất là dễ nhìn luôn. Chạy full chức năng ha. Có đèn nha cả nhà. Size đo là 43 nha. Đồng giá 480 ngàn rất là rẻ nha cả nhà. Hàng rất là đẹp luôn. Ba con đều là dùng pin năng lượng nha cả nhà. Tóc solar ha. Lắp ráp tại Thái Lan. Hàng rất là đẹp. Em mời cả nhà nhé.